Đúng 4 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tức 8 giờ Hà Nội, nhóm 25 lao động Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự Benghazi ở Libya bằng đường bộ đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập an toàn. Cái điều chúng tôi mong mỏi nhất bây giờ là nhanh nhặt chấp để cho chúng tôi mới tới sân bay để được làm thủ tục bay và bay về Việt Nam an toàn nhất. Đối với tôi và với một số anh em ở đây thì trước mắt bây giờ phải nói đến là phấn khởi, là cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhà nước với các ban ngành đã quan tâm đến chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đã được an toàn, nhưng mà còn nhắn nhủ một đôi lời nữa tới các bạn của tôi còn ở Libya bây giờ vẫn chưa về được. Đấy, thì đề nghị các công ty rồi thì các ban ngành chỉ đạo giúp đỡ cho họ được nhanh chóng về. Bọn em cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước mình đã đưa tất cả công nhân về. Nhưng đây chỉ là bọn em chỉ là trong một số nhỏ đã được về ở Ai Cập này thôi, còn rất nhiều người Việt Nam mình còn ở các khu vực lân cận. Hiện giờ thì vẫn còn an toàn nhưng chưa biết sau này trong bạo lực nó sẽ lan rộng ra toàn quốc của họ. Hy vọng Nhà nước cũng sẽ đưa tất cả anh em người Việt Nam mình đang làm việc trên đất Libya rời khỏi Libya càng sớm càng tốt để an toàn đến tính mạng. Trong thời gian lưu lại tại Ai Cập, các lao động này đã được Đại sứ quán Việt Nam bố trí nơi ăn ở, thuốc men và tiếp tục hỗ trợ hoàn tất các thủ tục xuất cảnh về Việt Nam. Cho đến lúc này thì chúng tôi đã đón được 25 anh em của mình. Cái điều mà chúng tôi mừng nhất là không ai bị đau ốm bệnh tật gì và không ai cần cái sự hỗ trợ về y tế. Kế hoạch tiếp theo là cái nhóm 25 anh em này sẽ bay từ Cairo về Việt Nam. Về phía Ai Cập thì các bạn cũng rất là quan tâm và đã cử 2 cán bộ cửa khẩu đi cùng với đoàn từ cửa khẩu về đến tận sân bay quốc tế Cairo. Trong thời gian đoàn còn ở lại cái lãnh thổ Ai Cập thì Đại sứ quán chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ về mọi mặt cho đến khi đoàn rời khỏi Ai Cập. Đây là nhóm lao động Việt Nam đầu tiên sơ tán khỏi Libya qua ngã Ai Cập. Hiện 2 công ty phái cử lao động gồm Vinaconex Max và Simco Sông Đà đã mua được vé máy bay để đưa số người này về nước. Dự kiến trong thời gian từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 8 tới, nhà thầu Hyundai Amco của Hàn Quốc phối hợp với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ tổ chức các đợt sơ tán bằng đường không cho 682 lao động Việt Nam từ sân bay Misrata của Libya quá cảnh qua sân bay quốc tế Cairo trước khi tiếp tục hành trình về nước. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 4 ngày chạy đua với thời gian, đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã đưa nhóm 25 lao động Việt Nam sơ tán khỏi Libya bằng đường bộ, bị mắc kẹt tại vùng đệm của cửa khẩu Salum nằm trên biên giới giữa Ai Cập và Libya, trở về Cairo mạnh khỏe, an toàn và đang chờ đợi chuyến bay để trở về nước. Đây là kết quả của nhiều nỗ lực chung của các cơ quan ban ngành của phía Việt Nam. Ngoài sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, cần phải kể đến sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng giữa các bộ ngoại giao, lao động thương binh và xã hội, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi và các chủ sử dụng lao động. Đặc biệt phải kể đến sự vào cuộc chủ động tích cực trong suốt hơn một tuần qua của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập trong việc tìm kiếm và thúc đẩy với các cơ quan ban ngành của phía Ai Cập như Văn phòng Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao để đưa số lao động này trở về nước trong thời gian sớm nhất và an toàn nhất. Hữu Chiến, phóng viên thông tin tại Việt Nam tại Cairo, Ai Cập.